Hey, xin chào tất cả mọi người là quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì với video của ngày hôm nay thì mình sẽ thử thách và véo với 3 cân tôm nha mọi người. Tôm hớp via mọi người ạ. Hớp via xả mọi người nhá. Đấy, trước mặt và véo hiện tại đang là 3 ký tôm. Thì nhiệm vụ của véo sẽ phải ăn hết trong vòng 30 phút mọi người nhá. Nếu mà véo mà ăn hết được chỗ tôm này thì trong vòng 30 phút thì mình sẽ có phần thưởng là 2 triệu đồng mọi người ạ. Nếu mà véo không ăn được thì nói chung là mình sẽ không thưởng nữa mọi người ạ. Đấy, cái này là nói chung là thử thách, nếu mà vượt qua được thì mình sẽ có thưởng, và nếu mà không vượt qua được thì chấp nhận nhá. Biết làm thế nào không vượt qua được thì phải đấy, chấp nhận. Cuộc thi rất dễ dàng thôi mọi người, nếu mà ăn được hết được thì mình sẽ có 2 triệu, còn không ăn hết được thì mình sẽ không có cái gì cả, và đổi lại thì mình sẽ được ăn mọi người nhé. Nhìn này, tôm hấp vía hấp xả rất là ngon luôn mọi người, thơm ngon. Ngoài cái này là mặt béo sẽ được chấm với nước chấm chéo mọi người nhé. Cái này là nước chấm chấm chéo mọi người, nước chấm mà được mang thương hiệu là Hoàng Nguyên mọi người nhé, mình nhà mình tự làm. Và véo sẽ làm chẩm chéo nhá. Đây, pha chẩm chéo trước nào. Chẩm chéo nhà mình làm tự làm là rất là thơm và ngon và siêu cay mọi người nhá. Đây, màu rất là đẹp. Hiện tại nhà mình đang bán là 50k một lọ thôi mọi người ạ. Giá rất chi là và rẻ luôn mọi người nhá. Không mà không phải là giá này là hợp lý rồi mọi người ạ, không phải là rẻ nữa, hợp lý. Bán 50k một lọ là rất là hợp lý rồi đấy. Mình đang ship từ 5 lọ trở lên mọi người nhá. Miễn ship ấy, mình được miễn ship và sẽ miễn ship từ 5 lọ trở lên khi mọi người mua chẩm chéo bên mình. Và mình sẽ ship từ 2 lọ trở lên mọi người nhá. Khi mọi người mua từ 2 3 lọ gì đấy thì mọi người sẽ mất thêm tiền ship, còn khi mua từ 5 lọ trở lên thì mọi người sẽ được miễn ship mọi người ạ. Rồi. Đây, nó pha chẩm chéo đây. Rất là ngon. Thơm. Cái chẩm chéo này người Thái làm thì nó ngon hơn nhưng mọi người nhá. Có lù gia vị hết đấy. Riêng chẩm chéo này xuất xứ từ người Thái thôi mọi người nhá. Chỉ người Thái Lan thì mới làm chẩm chéo ngon nhất thôi. Chứ những người ở chỗ khác thì họ toàn học mò đi để làm ấy. Bí quyết làm chẩm chéo ngon thì chỉ có người Thái Lan này. Người Thái trắng cũng biết làm mọi người ạ. Chỉ nói chung là người Thái đi, người Thái mới biết là bí quyết làm chẩm chéo thật ngon thôi. Mọi người mang về chấm thịt luộc, rau củ quả luộc, các thứ luôn, mọi loại thức ăn mọi người nhá, chấm được mọi thứ. Ví dụ như tôm này, mình hấp xong thì mình chấm chẩm chéo vẫn rất là ngon luôn. Rồi, và bé sẵn sàng nhá, là pha nước chấm xong chưa? Xong rồi. Rồi xong rồi thì con chuẩn bị đồng hồ đi bấm đó nha. Bắt đầu thì bắt đầu ăn nha. Vâng, được, yên tâm. Chuẩn bị. Mọi người nha, 30 phút dành cho bà véo. Bà va cân tôm hấp xả. Chuẩn bị nha. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Đây. Riêng tôm hôm nay rất là chắc thịt luôn, nhìn rất là ngon. Cái tôm này hớp vía hớp xả thì rất ngon mọi người ạ. Thơm. Ai được ăn thì cả nhớ cả đời cũng quên. Hầu ra thì nói chung thì tôm thì chắc ai cũng được ăn rồi mà. Nhưng mà hớp cái này thì có người thì chưa biết làm đấy.
phải cho đủ gia vị mới ngon mọi người nhá. Tôm là chấm chẩm chéo rất là ngon, mùi vị rất là thơm buồn. Nói chung là nó có đủ gia vị rồi, nhưng mà chấm thêm chẩm chéo nó sẽ rất là ngọt, rất là ngon luôn, nó hợp. Thank you.
Thời gian mới trôi được có hơn 7 phút thôi mà cứ thoải mái mà ăn. Đấy, dừng 30 phút để thoải mái.
15 phút rồi. Đấy, hết hơn nửa mọi người nhá. Đấy, nếu mà cứ duy trì phong độ này thì khả năng hết đấy. Cố lên. Mọi người cùng cổ vũ cho bà béo nhá. Khả năng là sẽ hết mọi người ạ. Khả năng là sẽ hết thôi mọi người.
Nhưng mà hiện tại còn khoảng 8 phút nữa mọi người ạ. 8 phút cho một cuộc chơi. Mình nhờ vào béo có thể ăn hết không? Thì mọi người cùng dự đoán nha mọi người. Khả năng hết thì vẫn sẽ hết thôi, nhưng mà có kịp thời gian thôi. Hiện tại là bà bé đang đua với thời gian nhá. Ủa, sắp hết rồi mọi người. Rồi, thoải mái. Hiện tại thì vẫn còn rất là nhiều thời gian luôn. Còn 25 phút cho mấy con tôm nữa mọi người này. Đây, còn mấy vài con tôm nữa thôi. Quá tuyệt vời mọi người ạ. Hiện tại mới chỉ có 27 phút, hơn 27 phút thôi. Đây là con tôm cuối cùng rồi. Rồi xong. Vậy là bà bé là hoàn thành thử thách là ăn 3 cân tôm trong vòng 27 phút mọi người nhé. Đấy, vậy là hôm nay thì bà béo là chiến thắng rồi mọi người ạ.
rất là may là vẫn còn thừa khoảng hơn 2 phút nữa. Quá tuyệt vời. Giang ăn tôm này nó cần phải vóc vỏ đấy mọi người, chứ không như giống như rán giòn. Nếu mà rán giòn thì mình có thể nhai ăn cả vỏ được, có khả năng. Nhưng mà nếu mà mình hớp bia kiểu này thì mình sẽ không thể nhai được như thế nha mọi người. Uầy, rất là tuyệt vời nhé. Đâu gì thì hôm nay thì là béo lá cũng đã có sự cố gắng rồi và cũng đã chiến thắng mọi người ạ. Mọi người cùng cổ vũ cho bà béo nhá. Rồi, như đã hứa thì phần thưởng sẽ là 2 triệu. Còn xin được chào cho bà nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Video của mình cũng xin dừng tại đây thôi mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Trong phim mini sỏ răng thì còn pin ong nữa. Làn cờ lấy giòn bò mè pin ong. Xúm ải xúm em là bất chút thời gian quý báu. Để phim ủng hộ mốt đu mất làn. Làn cờ bò mi sang hướng xưa. Sỏ chú ải em lương chơ khảo khăn. Dịch kinh phát tai mà khửn thảo ké màn dân. Mốt đu mất làn mi tăng mang tất cài đó ải em ơi. Để phim mi sang chân đào muôn. Chân đào bớt muôn để góp ý đu làn. Mốt đu mất làn hủ tăng sửa chữa pin ong nữa. Đeo pin ong chữ đăng ký kênh này, theo dõi kênh, ấn cho like và chia sẻ ở mốt đu mất làn, ấn like bố men, ấn like bố pin, nữa là bình luận, comment, sẽ tăng cổng video pin ong nữa. Đu làn trắng hồ sửa, chứa trắng hồ dệt phim muôn hơn xưa ở xung ải xung em này. Khai là làn cửa xó răng video hủy lọ, xó cháp pin ong nữa, pin ong chữ đăng ký kênh ở đu làn nữa, pin ong nữa, xó cháp pin ong.